Xin chào các bạn. Giờ chúng ta sẽ tới với cái video tiếp theo. 56. Đây là video thứ 56 của mình rồi. Bây giờ bữa video trước là mình đã đi tới cái hàng rất là bình phương của một hiệu rồi. Thì giờ chúng ta sẽ đi qua cái hạng thức thứ ba trong cái 7 hạng thức. Đó là hiệu hai cái bình phương A bình trừ B bình sẽ bằng gì nha bạn. Hiệu hai bình phương tức là bạn có hiệu của hai cái bình phương, tức là bình cái bình phương thứ nhất rồi đem trừ cái bình phương thứ hai, cái bình phương thứ nhất. Đây hai cái bình phương là bạn, hai cái bình phương mình thì người ta nói tắt là hai bình phương. Hai cái bình phương giờ hiệu tức là phép trừ, hai cái trừ nhau. Bây giờ chị hỏi thử cái ông này sẽ bằng gì, ông này sẽ bằng gì. Thì bây giờ bạn thấy nè, bây giờ mình sẽ vận dụng cái cái hằng thức 1 và 2 để mình làm bạn. Thì mình thấy nó có sự bóng dáng của cái A bình và B bình, tức là cái đầu và cái cuối của hai hằng thức trên đúng không bạn? Và nó chỉ thiếu cái gì? Nó thiếu cái 2AB và trừ 2AB. Chúng các bạn như vậy là chúng ta sẽ thêm 2AB vô bạn, thêm vô. Thì các bạn thêm nè. Thêm ví dụ bạn thêm 2AB nha. Bạn thêm 2AB. Đây bạn thêm nè. Và theo hằng thức là bạn phải thêm B bình nữa bạn, bạn thêm B bình nữa, đúng không? Bạn thêm B bình nữa. Thế bây giờ bạn thêm AB thì bạn phải bớt đi AB bạn, bạn phải trừ đi đúng không? Bạn thêm bạn phải trừ đi. Cho nó quên tại đây bài đâu cho đâu, đúng không bạn? Rồi, bạn thêm B bình thì bạn phải trừ đi B bình đúng không bạn? Bạn thêm bạn phải trừ đi. Rồi còn cái trừ B bình này là của đề bài, bạn viết lại, đúng không? Bạn viết lại. Đó, bạn hiểu ý mình không? Tại vì nó có bóng dáng của hàng hạng thức thì mình thêm vào. Ok, bây giờ chỗ này vậy thì ông này nè, nó sẽ là A cộng B tất cả bình bạn. Rồi cái này là gì? Trừ 2AB trừ B bình đó bạn. Trừ 2AB trừ B bình. Rồi mình tiếp tục bạn. Vậy thì nó ra cái gì nữa? Nó ra A cộng B đó bạn. Cái này viết lại. Thì ông này nè bạn, ông này có cái chung là gì bạn? Có cái chung giống như hồi xưa bạn học của lớp 5 á. Lớp 5 nó đã có cái gì? AB cộng C đúng không bạn? Có cái chung nè. Thì nhân là bằng AB cộng với B AC. Lớp 5 đã học rồi bạn. Lớp 5 đã học rồi. Tức là có cái ổng nhân và đúng không? Nhân phân phối. Thì bây giờ bạn nhìn ngược lại bạn. Khi ổng có cái chung, ổng có cái chung thì ổng đưa cái chung ra ngoài. Ổng có cái chung nè. Ổng đưa cái chung ra ngoài. Đúng không? Thì ở đây là cái riêng của mỗi ông bỏ vô. Thì tương tự vậy bạn, ông này giữa ông này có cái chung là gì bạn? Cái chung là trừ b đúng không bạn? Xin lỗi, cho hai đúng không? Trừ b bình là hai, trừ b bình trừ b là trừ hai b bình. Có cái chung là trừ hai b bạn, có cái chung là trừ hai b nè. Có cái chung trừ hai b thì ở trong này còn cái riêng là gì bạn? Còn riêng là a, dấu trừ lấy rồi còn dấu cộng và còn một b đó. Bạn thấy chung không? Đây cho anh mình phân tích kỹ nè, phải nhìn nè. Trừ 2AB là từ là trừ 2B nhân A đúng không? Bên này là trừ 2B bình tức là trừ 2B nhân B. Thì có cái chung là bạn, có cái chung là trừ 2B nè. Thì lấy cái chung mà ra ngoài nè. Còn cái riêng nè là A cộng B nè. Giống lớp 5 nè. Đây là lớp 5 nha. Lớp 5. Và nó sẽ quay lại một phần tiếp theo của lớp 8 cũng là cái kiểu người ta gọi là phân tích thành nhân tử. Nhưng thật ra nếu chúng ta nhìn nhận từ lớp 5 chúng ta đã học rồi nha bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ráp tiếp tục bạn. Bây giờ tiếp tục. Con đi lái hả? Con ra ngồi nói hoài chơi lái. Đây. Đây. Ra ngồi, nói hoài lái. Nói hoài lái xong vô lại nha. Rồi, con ra, cậu mở cửa nha. Rồi, nói hoài đi lái nha. Ok bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại tới ông này bạn. Thì bạn thấy có gì chung nữa bạn? Có gì chung nữa? Thì bạn thấy rằng á, cái chỗ A cộng B tất cả bình á, tức là gì? A cộng B nhân với A cộng B đúng không? Rồi bên này là trừ vậy? Trừ 2B nhân với A cộng B. Thì rõ ràng bạn thấy có cái chung là gì bạn? Có cái chung chính là gì? A cộng B. Thì bạn lấy cái chung này ra ngoài đúng không? Lấy cái chung này ra ngoài tức là A cộng B. Và cái riêng là gì bạn? Cái riêng chính là còn lại ông A cộng... Cái riêng nè, cái riêng thứ nhất nè, A cộng B. Cái riêng thứ hai là trừ 2B. Tức là bạn lấy cái chung ra ngoài. Ở trong còn lại cái riêng. Cái riêng của ông thứ nhất và cái riêng của ông thứ hai.
thì bạn thu gọn. À vậy thì như vậy ông này bằng gì? Bằng A cộng B nhân với ông riêng thứ nhất là A cộng B trừ 2B, đúng không bạn? Ok. Bây giờ bạn sẽ thu gọn, bạn sẽ thu gọn thì bằng gì? A cộng B nhân với ông này bạn, bạn tính là A cộng B trừ 2B là còn A trừ B bạn. À như vậy kết quả của mình chính là gì? A bình trừ B bình thì bằng A trừ B nhân với A cộng B. Rồi con vô ngồi, con vô ngồi nghe cậu giảng nha. Rồi đó, nghe cậu giảng bài. Ok bạn, như vậy là cái kết quả của ta là A bình trừ B bình thì bằng A trừ B nhân A cộng B. Vậy thì bây giờ mình chúng ta quay lại cái hướng nhìn bạn. Hồi nãy là mình thêm cái mình sử dụng hằng thức 1 để mình ra kết quả. Bây giờ mình sẽ sử dụng hằng đẳng thức cách 2 bạn, ở hằng thức 2 để đưa ra kết quả bạn. Bây giờ bạn nhìn, bạn nhìn nha. Tại vì cái các bạn học toán á, là bạn phải hiểu vì sao cái công thức đó, và bạn phải là người tư duy để đẻ ra cái công thức đó bạn, rồi bạn vận dụng cái công thức đó, áp dụng vô bài tập bạn. Đó là hai bước mà mình hướng tới cái việc quay video nha bạn, chứ không phải là cứ mình cho công thức là mình áp dụng bài tập là không. Cái công thức trong sách giáo khoa là mình phải biết được tại sao có công thức như vậy, chúng ta phải có cái tư duy để ra cái công thức đó bạn, giống như một nhà toán học và trẻ tuổi vậy á các bạn. Ok, chúng ta sẽ qua cách 2 bạn. Cách hai. Rồi như vậy bạn, bây giờ mình sẽ thêm cái thằng này bạn. Bây giờ nha, A bình nè, mình thêm trừ 2B. Bây giờ mình viết bằng bút đỏ thì mình thêm nè, thêm trừ 2B cộng B bình, đúng không bạn? Ok, mình thêm thì mình phải bớt đi đúng không bạn? Mình thêm trừ 2B thì mình phải cộng 2B cho nó quờ bạn. Trừ 2B cộng 2B là hết đúng không bạn? Mình thêm cộng B bình thì mình phải trừ đi B bình là hết. Và cái đề bài trừ B bình này là trừ bình của đề bài mình viết lại. Đó. Thì kết quả sẽ làm gì bạn? Ông này là ông này chính là A trừ B tất cả bình. Còn ông này bạn, ông này là gì? Cộng 2AB trừ 2B B bình. Rồi tương tự vậy bạn, bạn mình phân tích nha. Chỗ 2AB tức là 2B nhân A đúng không? Còn chỗ trừ 2 bình tức là trừ 2B nhân B. Thì có cái chung là bạn, có cái chung bạn lấy cái chung ra. Thì còn cái riêng thứ nhất nè là A, cái riêng thứ hai nè là trừ B nè. Đó, viết lại. Bạn thấy chưa? Như vậy mình sẽ có là A trừ B tất cả bình cộng 2B nhân B nhân A trừ B. Rồi tương tự tiếp tục bạn, bạn thấy nè, A trừ B tất cả bình tức là A trừ B nhân với A trừ B đúng không? Còn này là cộng 2B nhân với A trừ B. Như vậy bạn có cái chung nè, cái chung A trừ B nè, cái chung A trừ B, bạn lấy cái chung ra. Ở trong còn cái riêng là gì? Cái riêng là A trừ B nè, đúng không? Cái riêng của ông này là 2B nè, thấy chưa? Bạn viết lại. Như vậy là bằng A trừ B nhân với mình xóa thằng trên, đúng không? Ông này nè, A trừ B cộng 2B. Anh thu gọn đây là A trừ B nhân với ông này là A cộng B. Anh thấy kết quả giống nhau. Như vậy là chúng ta có hai cách để xây dựng cái công thức này bạn. Bây giờ sau khi chúng ta xây dựng được công thức rồi, ta mới áp công thức vô trong ví dụ. Bây giờ mình sẽ cho ví dụ đó bạn. Thì cũng tương tự như vậy bạn. Ví dụ luôn luôn là 2V đúng không? 2V. Từ vế trái mình biến đổi qua vế phải, và từ vế phải mình phải biến đổi qua vế trái. Bây giờ mình cho những cái ví dụ mà từ vế trái bạn phải biết. Ngồi con ngồi chặt từ cho nghe cậu giảng bài. Con ngồi xuống ghế, nghe cậu giảng bài nha. Rồi, mình sẽ cho ví dụ, mình lấy ví dụ nè. Ví dụ như là 3x tất cả bình trừ 2 bình, đúng không bạn? Trừ 2 bình. Thì bạn thấy ở đây là gì? Ở đây xác định A lớn là gì bạn? A lớn chính là 3x và B lớn là 2. Thì mình áp công thức nè. Vậy thì A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B. Như vậy là A trừ B là 3x trừ 2 bạn. Nhân với A cộng B, A là 3x cộng 2, thấy không? Ra, đây là ví dụ 1. Giờ chúng ta sẽ qua ví dụ 2 bạn. Ví dụ 2 mình giảng nhanh nhưng mà mình nghĩ là rõ. Tại vì mình dạy học cũng nhiều năm, gần tính ra là 21 năm rồi bạn. Từ khi mình là lớp 7 mình đã dạy rồi.
và thường là các bạn học sinh thì vẫn theo kịp, là không những học sinh khá, là học sinh yếu của mình, là chuyên dạy học sinh yếu, các bạn vẫn theo kịp. Nên mình cứ quay theo cái, tại vì mình quay là mình không có, mình quay theo cảm xúc của mình, mình đang giảng là mình nhập tâm và mình giảng một cách rất là gọi là năng lượng ra luôn. Nên nếu các bạn nào theo kịp thì tốt, không theo kịp thì các bạn tốc độ của mình thì các bạn có thể comment theo cái số này của mình, video này của mình, để các bạn hỏi. Còn nếu các bạn thấy video này đem lại sự bổ ích cho các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách số tài khoản như vậy. Còn các bạn không ủng hộ cũng không sao cả, đó là bình thường, vì những cái video này là mình open với mọi người nha bạn. Ok, chúng ta tới ví dụ 2 bạn. Ví dụ như là 9x trừ 64 hay trừ 64 đây. Ok, thì bạn thấy nè, bạn thấy cái dạng của nó, cái dạng của mình á là phải là a bình trừ b bình bạn, tức là cái bình phương này là bình phương của cả một cái a, và phía trước cái bình phương này không có con số nào cả, nó là số 1 nè bạn. Vậy thì bạn thấy cái trước bình phương này là số 9 là không đúng với cái dạng của mình, thì bạn phải đưa cái số 9 này vào trong cái bình phương luôn thì nó trở thành 3x tất cả bình, thì lúc nãy ông a này chính là gì bạn, a lớn chính là 3x, bạn hiểu không? Và cái 64 này bạn phải đưa vào dạng b bình chính là gì, 8 bình phương, thì lúc này b chính là 8 bạn. Khi bây giờ bạn áp công thức a bình trừ b bình thì bằng a trừ b 3x trừ 8 nhân với 3x cộng a cộng b, 3x cộng 8. Nghe cậu giảng bài nha. Ok, như vậy là mình đã xét từ bên trái chuyển qua bên phải rồi bạn. Bây giờ mình sẽ cho những cái ví dụ, cho những cái ví dụ mà từ bên phải bạn phải biến được về với trái nha. Ok. Ok. Mình nhắc lại nha, thực ra không phải mình nói quá nhanh đâu, mà là do cái mình đang nhập tâm và mình dồn cái năng lượng mình truyền cho bài giảng bạn, mình truyền cho bài giảng. Và mình dạy học rất nhiều năm và gần như cái phương pháp này mình thấy tác động rất tốt cho học sinh. Thực ra cũng chả phải là phương pháp mà là giống như là gì, nhập tâm quá thôi bạn, nhập tâm quá thôi. Và cái trong quá trình dạy là mình nói hơi to một cách rất tự nhiên bạn, một cách rất tự nhiên, không phải là cố tình, không có a trừ b. Bây giờ mình sẽ đi từ với trái, mình cho cái dạng a trừ b và a cộng b bạn, thì nó sẽ ra cái gì, tức là cho những cái hình dạng của vế, vế phải bạn phải đưa về vế vế trái. Mình lấy ví dụ, mình lấy ví dụ, ví dụ 5x trừ 7 nhân với 5x cộng 7, thì bạn thấy nè, ở đây là bạn thấy là a chính là gì bạn, a chính là 5x đúng không bạn, a chính là 5x. Bạn thấy cái hình dạng là a trừ b, b chính là 7, còn này a cộng b thì nó xuất hiện là a bình nha bạn, trừ b bình, a bình nè trừ b bình đúng không ạ, a bình là b là 7, b bình, a bình 5x bình phương đúng không bạn, a bình tức là 5x bình phương. Có nhiều bạn ghi như vậy nha bạn, ghi như vậy là sai nha bạn, tại vì cái bình phương này là bình phương của x à, chứ không phải của a, a ở đây là 5x à, nên bình phương của cả cái a phải có dấu này thì bạn sẽ có là 25x bình trừ 4, 49 bạn. Đây mới là kết quả của bạn. Con ngồi xuống nghe cậu giảng bài. Ok, tiếp tục bạn, mình cho ví dụ khác. Mình cho ví dụ khác, ví dụ 2. Ví dụ như ví dụ như bài nha bạn. Trừ 1/2x cộng 3 nhân với 3 cộng 1/2x. Thì bây giờ bạn thấy nè, mình nhìn cái bài toán này bạn, mình thấy cái này là a cộng b, a cộng b cái gì cộng, không giống không có giống hình dạng bạn, không giống hình dạng đúng không, không giống hình dạng là không áp dụng được nha bạn. Bây giờ bạn phải làm sao nó giống nha bạn, thì cái chỗ nè bạn nhớ phép cộng và tính chất giáo, giao hóa, cái này chính là a cộng b là bạn. Và bạn thấy nè, nếu bạn giao hóa lại ông này chính là gì, a trừ b, bạn thấy không, 3 trừ 1/2x nhân với 3 cộng 1/2x đó bạn. Thì nên bạn xác định a gì bạn, a chính là số 3 và b chính là 1/2x đó bạn. Thì bạn sẽ có đúng không, bạn thấy không, a trừ b nhân a cộng b thì bằng a bình 3 bình trừ b bình 1/2x bình, đúng không, ghi như vậy là sai nha. B bình tức là bình phương của cả cái này bạn, là phải có dấu ngoặc. Là bạn 9 trừ đi 1/4x bình, bạn vô mới là ra đó. Ok, đây là mình cho những cái ví dụ tương tự thôi, để áp công thức thôi. Mình thì không có tập trung vào vấn đề sửa bài tập đâu nha bạn. Mình chủ yếu là tập trung lý thuyết, bạn hiểu lý thuyết rồi. Còn vấn đề bài tập thì bạn có thể ra ngoài tiệm mua để làm bài tập. Thì cái video này mình xin kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ quay tới cái video thứ tư, nói về hạng thứ 4, là video thứ 5, 7 của mình.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.